Nông xin mến chào quý khán giả toàn thể của các bác. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông. Hôm nay thì cũng đã lên được 10 viên gạch rồi. Thì anh em thợ thì cũng đã chặt các cái cây tre để bác giáo của bác ạ. Đấy. Làm bác một tầm giáo này nữa là ok phải không Hiêm? Chỉ còn 5 viên nữa đúng không? 5 viên nữa nhỉ? Yeah. 4 viên nữa thấp quá. Ui. Thì 15 hàng đến gì nữa? Thì làm bây giờ đúng rồi 15 hàng. Vì là cái gạch này hơi thấp. 14 mà cái gạch kia đủ 18, gạch này không đủ 18. Thì cho 15 hàng là ok. Bây giờ đến đấy là bác cầu à? Sang cầu mấy viên? Thì bây giờ 11 viên là sang cầu gần gì nữa? Cửa cao mấy mét? 4 viên nữa là 2 mét. 2 mét. Như xem nào. Hai xem kệ người ta. Cái thước đấy là 2 mét à? À, là cái trước lên là đúng phải không? Thước là 1m95 à? Thước 2m à? Đấy, 2m đây. Đúng 1m nữa chưa? Thế nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hàng là đủ sang cầu, liệu có thấp quá không? Có chạm đầu anh, anh đi vào thử xem. Nào. Đây với đi. Ô thoáng. Ô thoáng, hai ô thoáng, ba ô thoáng đó. Ở trên gì? Mái chưa? Cái này anh dòng dòng họ cao bằng này cơ tôi anh ạ. Không không phải, bởi vì là các em xây ở ngoài kia như nào thì cứ xây cao bằng đấy thôi, phải không? Gạch này không đủ 18, gạch này hơi bé. 16 phân hết. 10 gạch này 17 phân. Không đến chắc 16 phân. Để gạch của Hiệp nó cao. Nếu mà đặt cái sang cầu thì lót cho nó để thêm một tí đi nhá. Đặt cái sang cầu lót cho nó cao một tí. Cái này chắc là thấp quá. 2 mét còn thấp. Nhưng mà ô thoáng ở trên rồi nhỉ? Có 2 ô thoáng ở trên, 3 ô thoáng ở trên. Đã nhìn 2 mét anh. Ê, mình 2 mét. 2 mét anh nhìn thấy thấp thấp một chút nhỉ? Cả tất cả các cái cầu cửa sổ cũng cao bằng đấy à? Đấy. Cái thước phim hôm trước còn quên là hai cánh cửa buồng này. Thế nào 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11. Không, cái cửa bếp này thì không làm. Hết là không làm rồi mà tính vẫn có 11 cửa, cả ô thoáng các kiểu hết. Cái cửa này thì không làm, cửa kia mới, cửa ngoài mới làm. Cửa vào bếp thì làm gì? Cửa vào bếp thì không làm. Đấy, anh em thợ thì làm cũng rất là nhanh rồi, rất tốc độ rồi các bác ạ. Hôm qua một ngày, hai, hôm nay nữa là 3 ngày nhỉ? À 2 ngày. Tính đặt gạch là 2 ngày. Hôm nay đến tối thì mới. Đến tối mới là 2 ngày dưới. Lấy tiền về đây bác. sắp có nhà ở rồi dế ạ. Mấy nữa em dồn lên đây ở nhờ dế à, nhờ cái. Nếu mà cái không ở thì lại cho dế ở. Không cho dế ở dế khóc đấy.
Ai không ấy. Nó cái này ở làm cho nó mình ở cái này. Chụp cây là khó đâu. Thì làm lúc nào thì làm mà. Mai chụp cây ở hai tầng. Là cái không thì cho cái là cái ở chưa đi. Không chuyển đổi được. Cái của ai người đấy dùng, à không gì? Ừ. Mấy đứa làm xong cho cái ra ở nhờ. À dế ra ở nhờ. Chiều có việc làm rồi nhá. Chiều cho các em bác giáo đi. Đóng gạch để ở đây này. Đệm này. Đố gạch này. Chiều này anh xây nữa thì. Bóc giá bác giáo mà. Ôi giời tí bác luôn đấy con. Giờ này 10 giờ rồi. Để tí nữa anh xem nào. 10 giờ nhanh thế. 10 giờ là lô. Nè. Đi về nấu cơm cho thợ được cái đấy. Đi gì mà đi lấy tiền đâu. Đến giờ này nóng rồi đấy. Ô, đúng rồi, hôm qua vay 100 nhỉ. Đấy. Em đi mua nước uống. Cho anh thao nước anh em luôn. Đây, qua vay 100 để giả cái bóng điện. Hôm qua thắp sáng chưa? Sáng, quá sáng. Quá sáng à? Qua đừng mua cái loại bé bé cơ. Sao không sáng? Bé bé, mai lần nào anh chả vào thắp vào nhà nữa. Giờ chưa đi hợp đồng điện nữa. Gạch vẫn đủ, gạch vẫn đủ hôm nay Hiêm ạ. Bởi vì là còn bác giáo xong là tất cả ở trong này rất là nhiều. Đủ. Mong rằng là số này là đủ giật, đủ đủ đủ. Mong rằng là sáng mai có gạch cho em thế thôi. Không là sáng mai anh em nó lại ngủ là không có cái à lớn. Gạch nó khô cũng kịp cơ, bãi cháy hết mà. Ô, mấy hôm nay. Tất cả mấy cái bãi ở ngoài mình bị hết gạch rồi, cháy hết gạch rồi. Hả? Ở đây thứ 6 rồi không? Hôm nay đang thứ 6 mà làm gì hết ai thứ 7 rồi. Tắt cái điện thoại đi. Hôm nay thêm nhân viên mới à? Nhân viên đâu phải mới đấy. Giáo viên mới. Tổ cái cửa sổ này là cao bao nhiêu? Không biết. À? Không biết. Cái này không biết. 1 mét. Rộng 80. Cầm vuông thì là thế thôi. Cái nào cũng như nhau thì. Yeah. Anh bảo làm theo mẫu thì em vẫn làm theo mẫu thôi.
Đây là cửa sổ buồng các bác ạ. Đây là mở xem vườn ở dưới. Hôm nay còn bắt chị hộ vườn ngô luôn kìa. Còn buồng bên này thì cũng mở một cái ra bên đường các bác ạ. Đây là cửa sổ ra bên đường. Buổi chiều ấy thì cũng đã anh em cũng đã bắc giáo xong, cũng đã xây lên tiếp rồi các bác ạ. Rồi bốn hàng nữa mà sẽ giật nóc. Không có thời gian đâu. Một nghìn ba gạch thì chỉ còn mấy viên này thôi các bác ạ. Ở bên trong nữa, trong vẫn còn. Ở đây còn cũng sắp hết rồi. Hôm nay lại tiếp tục gọi xe chở vào các bác ạ. Xây cao từ chỗ giật nóc gì cao 3 mét các bác ạ, để cho đỡ nóng, không thấp quá thì lại như nóng như cái lò, cũng không thể nào mà ở được.
bởi vì là em nó ước mơ cả đời thì cũng đã làm rồi thì làm cho nó đảm bảo hơn một chút cho nó đâu ở đó. Tất nhiên là cũng cái mồ hôi nước mắt của các cô các bác thì nó cũng rất là quý. Nên là cái gì anh ông làm thì anh ông sẽ lơ lựa chỗ nào mà rẻ nhất có thể thì anh ông mới làm các bác ạ, mới mua. Các bác làm một cái nhà ở trên này rất là xa nên là vật liệu cái gì nó cũng sẽ giá thành nó sẽ cao hơn các bác ạ. Nên là anh ông có đọc được một số comment ở bên dưới video có nói là Nguyễn Tất Thắng làm một cái có 80 triệu là đã khang trang rồi. Thì anh ông xin thưa rằng là ở chân này đấy thì một bao xi về kéo, một bao xi từ Hà Giang về đến đây là 150 cây các bác ạ. Ở dưới Tất Thắng làm ở chỗ Lũng Buông, Lũng Cáng thì ngay vật liệu ngay gần đấy, cách chỉ có 5 cây thôi, xuống dưới một tí là xuống cây 7 là sẽ có cây 7 của Hà Giang là cũng đã có vật liệu rồi. Cát cát mọi thứ ở đấy gần đấy chỉ cách 5 cây, có thể không đến 5 cây thì là cái giá thành nhà nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ dưới kia là một bao xi chỉ có là 60.000 một bao, người ta đem đến công trường cho đến công trình, đến chân công trình luôn. Còn ở đây thì 90.000 một bao, về đến đây thì các bác là biết là nó sẽ chênh lệch như nào rồi. Ví dụ một khối cát chát ở dưới kia là chỉ có 250 thôi, trước đây anh ông làm vật liệu anh ông được mua là đấy, ở dưới đấy 250 thì là tại bái, còn người ta chở đến căng nhất chỉ 300 thì lên đến trên này thì 750 một khối cơ, lúc rẻ thì là 700, còn lúc mà xăng dầu lên thì lại phải 750 một khối cát chát. Cái sắt cũng vậy, sắt thì vừa rồi anh ông làm móng, làm rằng cái móng thì mua 20 cây thì ở dưới đang có 220 một cây phi 14 của Tico. Đây thì anh ông chở cho xe người ta mang vào đến trong này đấy thì là 270 các bác ạ. Nên đi người ta có cước đi người ta mới chạy, chứ còn không như ở dưới kia. Còn gạch đấy thì vừa rồi là hỏi xe bé 3-4 khối người ta chở từ Yên Minh vào đây thì người ta lấy 10.000 một viên các bác ạ. Thì cũng rất là may là anh ông liên hệ được xe to, một lần chở được hơn 1.000 nên thì người ta chỉ lấy 8.000 các bác ạ, lấy 8.000 một viên. Thì vừa rồi anh ông có mua 1.300 đấy thì là 10.400.000, còn hiện tại vẫn còn chưa đủ, cũng sắp hết 1.300 rồi, sắp hết 1.300 viên gạch được bác ạ. Còn ở chỗ so với lại chỗ xính thọt ở ngoài kia, chỗ em Hiệp đang xây ở ngoài kia đấy thì so với lại vật liệu ở ngoài kia vào trong này thì cũng cách 40 cây các bác ạ. Từ Yên Minh vào đây cách 40 cây thì cái cước xe nó sẽ, cái cước xe và cái giá thành về cái vật liệu nó sẽ cao hơn. Như ở ngoài kia một khối bột đá, ngoài kia người ta chở đến công trình, người ta mua tại bái thì là 250, người ta chở đến công trình tầm 350 như đấy, xong
Đấy, nó sẽ chênh lệch rồi. Bột đá người ta chở vào đây là 500, đấy là còn xe to. Xe to là thuê xe to thì mình người ta lấy 500, còn xe bé thì người ta chở vào đây lấy 600. Các bác ạ, một khối. Nên là cái gì cũng chênh lệch. Dì nói thật với các bác là chuyển một cái viên gạch, cái hạt cát, cái bao xi từ dưới kia lên đến đây thì cũng không phải đơn giản một chút nào. Nhà thì cũng không phải to lắm, làm theo cái kích thước này thì cũng bé thôi. Vì là cỡ cái một chiều là 9m, một chiều là 5m rưỡi, thì nhà không phải là rộng đâu, có hơn 40m vuông. À đâu, đúng rồi, 9545 5945 gần 6 à, gần 50m vuông các bác ạ. Thì cũng không phải là rộng đâu. Giờ là từ chỗ giáo lên thì 4 viên nữa là sẽ giật cấp, giật nóc các bác ạ. Với lại cái số tiền, cái thước phim hôm trước thì anh ông có cập nhật nhầm là nói là 76 triệu, không phải đâu các bác ạ. Rồi có chú bác hai gửi ở chỗ kênh Tâm Giác này thì anh ông có ghi là 2 lần nên là mình sẽ lệch đi 2 triệu. Có ghi là chỗ bác hai là 2 lần nên là 2 lần ghi ở trên danh sách nên là nhầm. Thì lúc trước Hiệp báo thì ghi 1 lần, xong là về sau em Hiệp vào trao cái 14 triệu 2 đấy thì anh ông lại ghi tiếp nên là nó bị nhầm ở chỗ đấy. Nên là các bác thông cảm cho anh ông. Cái thước phim của nông cũng sẽ xin phép được chia sẻ đến đây. Nếu quý khán giả quý anh nông thì cho anh nông xin một lượt chia sẻ, bấm đăng ký, rung chuông để ủng hộ anh nông. Anh nông xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người các cái thước phim sau.